Chiều 20 tháng 9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết mọi tiến độ liên quan đến các công tác chuẩn bị cho việc thu phí BOT cai lậy đặt trên quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang sẽ được vận hành trở lại chính thức vào ngày 7 tháng 10 tới. Theo chủ đầu tư dự án BOT cai lậy cho biết, các công tác chuẩn bị an ninh, an toàn giao thông cơ bản sẽ được hoàn thành vào ngày 23 tháng 9. Còn đối với phương án lắp 20 camera tại trạm cũng dự kiến hoàn thành vào ngày 26 tháng 9. Công tác sửa chữa mặt đường khoảng 1.700m² được dự kiến sẽ xong vào ngày 25 tháng 9. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết hệ thống thu phí không dừng trên tuyến đã được vận hành. Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang đã báo cáo với Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công tác miễn giảm giá phí. Cụ thể, giá vé áp dụng với tuyến tránh trạm thu phí BOT cai lậy từ 24.000 đến 137.000 đồng mỗi xe. Còn trạm nằm trên quốc lộ 1A có giá vé từ 14.000 đến 118.000 đồng một xe. Các xe cá nhân của người dân ở 41 xã phường nằm trong bán kính 10 km quanh trạm thu phí thuộc thị xã Cai Lậy và ba huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước được miễn vé qua trạm. Xe kinh doanh sẽ được áp dụng chính sách giảm giá vé.